Rồi, hello, chào bạn đến với kênh VTO Trung. Thì bữa nay như là Trung đã hứa thì là sẽ làm clip quay những giao lưu cái mai anh em ban ngày ha. Thì mai vàng 800 này cũng hết rồi, nên mai này sẽ mình hạ xuống giá 700 ha. Thì hạ giá là phải là từ hai giá các bạn. Thì cái lô mai trước mình đã mới giao lưu cây 092, 093, 094, 095 á. Thì đã bán hết rồi, chỉ còn có cây 092 thôi ha. Còn cây 092 thì bây giờ mình sẽ giao lưu tiếp là tới bạn là cây 096 ha. Bây giờ cây 096 thì trước mặt mình đây là cây 096 dạo Thủ Đức ha, chính công ha. Nói chung như mai này họ ghép thì họ lấy đa số là dạo tốt thôi, mà đều có cái cây lá nhỏ nhỏ lai lai thì mình cũng không nhìn kỹ nhìn ra lá đó, mình chỉ quan biệt những cái lá nào mà nó già nó khinh chắc ăn 100% á, cũng dạo Thủ Đức mình dám nói dám dạo dạo Thủ Đức thôi. Còn cây nào nó lai lai thì nói chung bông nó cũng y vậy các bạn, mà điều chắc có lẽ mình có nghĩ có lẽ là bông nó nhỏ hơn hoặc ít cánh hơn sao á. Thì đó Trung cũng không thành, Trung chỉ biết nhìn cái bông là kỹ thôi, còn nhìn cái vụ này cũng hơi phức tạp chút xíu. Thì trước mặt Trung là cây 096 ha. Đợt này bốn cây này giá 700k nha, 700k hết. Mà điều nói được cái là bốn cây này nó hơi nhỏ nhỏ xinh xinh, mà điều rắc quái mà. Bốn cây này là dạng rắc quái luôn, chứ là dạng ta gọi là dạng siêu quái. Thấy không ta? Mở màn hình mờ chá chưa? Thấy tới tối rồi. Thì hơi cãi nó quay tới tây tới tối trời chắc trời tại trong lô. Đây, cây này bạn thấy cái gốc này rất siêu quái ha. Đó, thì nó ta ghép tàn cũng đều ha, cái nhánh này nhỏ cũng đều. Từ cây lên thì nó cũng có khoảng 6 tấc, 6 tấc. Đây còn cái gốc đây. Đó, gốc thì mình thấy gốc rất siêu quái thôi. Này rồi ta gọi là siêu quái thôi. Đây mình sẽ xác cho bạn xem. Đó. Không rõ, rõ không ta? Mình thấy bằng sao mình thấy quên đi, mình nhìn đi điện thoại thấy rõ, ngày nhìn vô thấy nó mờ mờ ta đó. Mình thấy nó rất siêu quái ha. Cái bo ghép thì sắp sửa liền rồi. Còn có tí xíu nó liền thôi. Đây. Đây bo ghép đây bạn. Đây cái bo ghép ha. Đó thì cái mai liền cốt này giá nó phải cao các bạn. Còn mấy mai mà mai dạng họ mới ghép 5 2 năm thì nó sẽ rẻ giá hơn nhiều. Tại cái này họ ghép họ nuôi đã lâu lắm rồi. Thì là cây này tình trạng bạn thấy lá rất sung. Cây này cũng nếu lấy bo cũng rất nhiều bo ha. Cũng lấy bo thấy bo quá trời. Này được tháng là lo lấy bo thoải mái. Rồi gốc nó hơi quái này. Đó, cái này là gọi là siêu quái chứ đừng nó quái ha. Siêu quái luôn. Ở dưới nó có ba cái rãi. Ở đây uống lên. Ở đây cái rãi nó xuống này quẹo qua đây. Ở đây nó quẹo ha. Thì nhìn nói chung nhìn nó cũng hay ha. Cái này mình nuôi một thời gian nữa là cái rễ này với cái thân này nè, hai cái này nó sẽ dính lại luôn, đó, nó dính lại luôn là nó tạo đây cái lỗ này buồn buồn này, lấy tay xỏ vô đây móc đi chơi ha. Thì nó giống hay cũng thấy nó hơi quái quái thì đẹp, thì mình cũng gọi là siêu quái, đó là dạng siêu quái. Thì cây này là có mã số là 0096 các bạn, 096 gửi số 5 không ta. Bữa nay mình bị gì ta? Mình sửa lần số để anh em khỏi lầm. Sao chứ không bữa nay hứng lên quay cái video số đầu số 5 không có ghê. 56 không có đây bạn, cái này là cây 096 ha. Đây 06 bộ rễ siêu quái ha, là giá 700k nha. Rồi 700k. Siêu nhỏ siêu đẹp luôn. Rồi tới cây giờ cây 097 ha. 097. Đây cây 097 đây. Đây công 097 cũng là siêu quái luôn ha. Đây. Đó, gốc rất quái. Cây mấy cây này thì tàn nó hơi ít xíu mà đều dạng mai dạng sung rồi. Mình lấy xuống mình xem. Đây. Tàn sung tàn đều ha, đều tàn nè. Đây nhánh kia nhánh đó, nhánh đây nhánh đây đây nhánh không? Là để coi gọi là đều tàn, người ta gọi là đều hết á, không có còn chỗ nào thiếu ha. Không còn chỗ nào hụt nữa ha. Đó, thấy không còn chỗ nào thiếu, chỗ nào hụt hết. Thì bộ rễ này cũng quái ha, đó cũng nhìn thấy cũng quái cũng dữ dằn. Thì cái này chắc họ trồng họ nhóm rễ hay sao ai mà biết đâu. Thì nhìn thấy cũng là đẹp ha, lạ mắt. Rồi cây này mình có sẽ giao lưu với giá cũng 700k ha. Thì mai này nó hơi tàn, nó hơi ít, hơi nhỏ, hơi tàn. Nói chung nó cũng cái gốc thì cũng y vậy thôi, gốc cũng bự cũng như mấy gốc kia thôi, mà điều cái tàn nó hơi ít chút xíu thì mình sẽ cái giá nó khác tàn. Còn cây kia dạng nó sùm xài nó sung này cái tàn khác ha. Rồi cây này bộ đế đây bạn. Sau ban ngày mình nhìn vô điện thoại mình thấy nó cháy vậy cả, hay là mình mở chế độ tối sao không biết các bạn thấy không, để chúng mình sơ coi là clip mới dám đăng, thấy tao thui là đăng không thấy, còn ngủ tại không đêm nữa là chết luôn. Đặc biệt mấy cây này là bộ rải đế mạnh, các bạn trồng các bạn khỏi phải lo nó không sống nha. Đây bạn thấy không, bộ rải bộ đế người ta trồng người ta chăm sóc nó rất mạnh ha.
rất mạnh. Nếu cây này để trắng quá trời không, nếu cây nào mà để yếu mà bạn nhổ lên vậy thì bảo đảm bạn không bao giờ nó lên được. Đó, chắc cú ha, trồng là không bao giờ sợ có vụ mà nó không lên nha. Rồi cây này cây 097 700 ha, giờ tới cây 098 đây. Đây cây 098 cũng là hàng siêu quái, mà điều này đó cũng là siêu quái đó, thấy không, hàng nào cũng là siêu quái. Hai cây này thì thôi cậy đó, cây này cũng là nó không phải là bộ ghép, nó là máy đi mai riêng rồi bạn, nó là mai năm cánh ha. Hai cái dưới là chắc không mai năm cánh. Rồi cây này cũng là giỏ Thủ Đức luôn nha, chín cống 100% luôn. Cây này thì được cái thế siêu đó, nó siêu qua đó mà tàn nó ngã ngược vậy, đứng là cái này nhìn cũng thấy cũng một lần ngộ hay ha. Dưới đây thì nhỏ bạn, chỗ này thì chỗ này bằng cái ống nước 36, còn dưới gốc này thì nó có ba rễ này. Thì cây này mình nuôi thời gian cái rễ nó bự nó sẽ đẹp lắm, rễ này mà nó bự lên là nhìn nó quái lâu, nhìn nó cũng quái lắm ha. Đó cái nhánh ha, cụp ra giống như là dạng uống vô cái rễ cụp lại đó. Thì cây này cũng 098 ha, giá cũng 700 ha. Đây bữa đây này, tí mình xem mình quay từ cây bạn xem ha, chỉ quay từ cây cho rõ ha. Đó, đặc biệt mai đợt này là nói chung là gốc nào cũng xù hết, nhưng mà gần dạng họ ghép xài lâu năm, cái phôi dưới này họ mua lâu năm, họ ghép lâu năm rồi nè, nên đa số cái nào cũng phù hết. Tại cái phôi mình bỏ trong chậu thì nó phôi nó mình ghép lên đây nó chỉ nuôi từ cành tàn, cái phôi gốc nó không lớn nên nó thấy gì nó nhỏ, cho nên đã lâu năm lắm rồi ha. Rồi cây này 098 nha, cũng là giá 700 ha. Rồi tới cây 099 đây, 099 là mai bắt đầu thêm 3 số đây. Đây cây 099 đây cũng là siêu quái luôn đó, bữa nay mình sẽ cho 4 cây quái hết luôn, 4 cây cho nó quái ha. Xui này quá lại cỏ. Rồi cây này thì dáng hơi lùng ha, dáng hơi lùng cái kia xíu, có chiều cao cỡ chừng hơn 4 tấc xíu ha. Đó, thì bộ rễ cũng có 1 2 3 4, cũng có 5 rễ cắm xuống ha, cũng có 5 rễ cắm xuống. Rồi, cho này có cái rễ gì, có cái gì ta. Giống cây này cây sừng. Rồi cây này thì cũng sắp liền cốt, nói chung là cũng nên 4 cây này là 4 cây 700 này là cốt sắp liền hết chứ bạn. Đó, cốt sắp liền hết ha. Mà đấy nhậu rồi đi siêu quái ha, siêu quái rồi. Thì cây này là 099 ha, 099 là mai là có một cây 100 chẳng rồi. Thì mình sẽ làm thêm 4 cây cũng giá 700 này ha, tại giờ mai 800 900 thì hết rồi. Mấy mai mà vàng triệu rồi mà xưa mình cũng bán hết rồi. Giờ mà chỉ còn mai dây vàng giá này thôi. Rồi mình sẽ bỏ cái xuống rồi mình quay từ cây cho bạn xem ha. Cái này nay xéo xéo thôi ta. Rồi bên cái vàng bên đây là vàng bên chậu của mình đã giao lưu với anh em mình ha, đã giao lưu rồi gửi đi bưu điện đó, nên phải bỏ chậu lên ha. Đó là dàn chậu của mình. Rồi tới giờ tiếp tục quay từ gốc ha, cây 096 ha. Đây. 096 đây. Đó 096, bạn thấy cái rễ gốc quái không? Đó. Rất quái ha. Đó, ok. Giờ lá cho bạn thấy họ không có cái lá che. Đây, cái loại này mấy mai này là lá nó dày mà, lá dày cứng nè ha, cái này. Lá nó dày nó cứng nè, cái này mà khỏi bằng bông thì khỏi bằng khỏi chơi rồi. Họ trồng chăm sóc tốt, tình trạng mai đang ra đột non ha. Cây cũng đang tốt đây. Còn đây là bộ tàng của em đó ha. Đó, bộ tàng của em đó, quay từ xa nha, đó. Xa đô thấy luôn. À, bộ tàng của em đây. Thôi mình sẽ quay từ dưới lên cho bạn thấy bộ tàng này, chứ quay về không thấy ha. Đây, đó bộ đế ha. Đấy là giờ lên bộ tàng ha. Đó rồi ok, tới được đoạn ha, đây là bộ tàng. Rồi cái cây này là cây 096 ha. Rồi tới cây 097 đây, 097 bù đế đây đó, bù đế. Mối ghép của em đó này cũng sắp liền ha, kéo lây ra sắp liền đây, bù đế đây. Mấy cây này có thời gian mình nuôi lâu lâu rồi thì xíu mấy mốt cái này nó liền là nó bự ra, nó liền là nhìn thấy nó cũng đẹp lắm ha. Y với cái con gì đang bò, cây này đặc biệt là bốn giò giống hươu cao cổ này, là con nó như hươu cao cổ chắc nó ngang ngửa nhau.
Còn dưới hũ cầu cổ y chang đó, hũ cầu cổ nếu bỏ hai giò, còn hai giò là thành con đà điểu tại cái giò này bự đẹp không đó, thì bốn giò. Rồi dưới đây có cây mai con hồi lại luôn. Rồi đây là bộ tàn của em, nó thì hơi ít tàn chút xíu, mình đều được cái là đều tàn nha. Đó, tàn hơi ít thì hơi ít xíu, mình đều ha, đều tàn đều, nó đều tàn là biết sao bạn, đều tàn là bên đây nhánh nè, bên đây nhánh là mình kia nhánh, đây nhánh là nó chia nhau tròn hết, nó chia tròn không thiếu nhánh nào ha, đó, không thiếu cái nào. Rồi, rồi mình sẽ quay tổng thể là từ đầu tới cuối ha, quay lòng quay từ gốc đến ngọn ha. Đây rồi, xong cây 097, giờ tới cây 0998 ha. Đây cây 098 này, bầu đới này thì nó dày, thì có nhiều người thích giao cho loại này loại kia. Đây loại này chỗ đó là đang lên hai cây mai, hai cái cây nhánh con riêng, mà nhánh đó thì chắc bứt bỏ chứ không để chi đâu. Rồi đó, đây bộ đới đây, ở dưới thì nó có cái rễ cắm lên đây cho đây nguyên cái cục cầu. Rồi, bò ghép thì sắp liền. Rồi cây này mình sẽ quay tàn ha, đây tàn lên ý lên này. Nói chung đợt mai này mình nhập là toàn là mai nó cũng không được lớn gốc, mà nó chỉ gốc nhỏ nhỏ thôi, mà điều nó cái nó quái dưới gốc liền thì giá nó cũng hơi căng. Còn mai mà mới ghép 5 hay 5 thì giá nó mới ghép thì nó giá nó sẽ khác ha. Còn này ta ghép là nó đã liền cốt luôn, sắp liền cơ sắp liền luôn rồi, nên nó giá nó phải vậy ha. Rồi cái tới cây 099 ha, cái cuối cùng ha. Đây bộ đế của em đây, bộ đế này cũng có được mấy đời ta, 2, 4, 5 cái rễ cắm xuống. Đây, còn cốt của em nó sắp liền đây. Đó. Rồi bây giờ tàn của em nó đây ha. Đây tàn của em đây. Mình sẽ quay từ dưới lên ha. Đặc biệt đợt mai này mình nhập 6 mấy cây là đa số bị xù, mai xù hết chứ mà. Đó, cái nó xù gốc hết rồi. Rồi ok thôi. Rồi xin chào bạn, hẹn gặp lại bạn trong clip sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung. Thì bốn cây này siêu quái, bữa nay giờ Trung sẽ đóng những cây kia cầm đi đóng thùng. À, bên kia là những cây bên kia đó, những cây đó mình đã bán rồi, mình giao luôn đem ra rồi. Đây bên cây, đây cây nè, đây mấy cây đây đó, đây hai cây đây, bên kia đằng kia cây, đằng kia ba cây đó. Thì mấy cây đó là mình đã mỗi chủ mình sẽ để riêng hết đó, ha, để riêng đó mình đóng thùng hết đó. Đóng thùng giao đi rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung nha. Xin chào bạn, hẹn gặp lại bạn trong clip sau.